Xin chào anh chị, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang nè anh chị. Em xin chào anh chị nha. Hôm nay xem gì à? Phường 4 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, để quay giới thiệu cho anh chị một cái ngôi nhà này nè. Và con lộ mình đang làm luôn nha anh chị. Nó để xem quay cái tông nhà xong rồi xem sẽ bước vào phía bên ngoài, đi ra ngoài quốc lộ 1A luôn cho anh chị xem. Sát quốc lộ 1A luôn nha anh chị. Tính diện tích từ ngay miếng này nè, miếng cột này nè anh chị. Đi ngang qua đây là 9m. Và cái chiều sâu của mình là 19m. Tổng diện tích là 171m2. Full thổ cư luôn rồi nha anh chị. Đó, ở đây mình cách quốc lộ 1A tầm khoảng 6-70m nè anh chị ơi. Để lát cuối video em sẽ đi ra ngoài quốc lộ 1A luôn cho anh chị xem. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Nó và con đường này đang làm, sau này làm cao lên trên miếng này nè anh chị. Nó lộ đang làm luôn nha. Đây, ngôi nhà cũng còn đẹp lắm anh chị ơi. Ở đây mình đầy đủ tiện ích, mình gần bệnh viện của thị xã Cai Lậy luôn. Rồi ở đây mình ra quốc lộ 1A thì có ngân hàng, có nhiều ngân hàng đó lắm nha anh chị. Ở nhà mình thì đã có la phong đồ hết luôn rồi nè. Nó còn ốp gạch thì lên tới khoảng 1,5m. Còn phía trên là sơn nha anh chị. Đó. Đây ở trên người ta đóng cái tấm tôn mà màu trắng á, cho nó sáng xuống dưới luôn. Nhìn thấy cũng rất là có duyên. Khu phố 1, phường 4 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chủ đang kêu cái ngôi nhà mình có bề ngang là 9m, sâu vào là 19m. Tổng diện tích là 171m2. Full thổ cư luôn nha anh chị. Nó mình có 2 phòng nè. Đó. Bên đây thì có cái tủ để đồ ăn nữa. Còn đây là để bếp ga. Đây là toilet của mình luôn. Diện tích thì chỉ có 171m2 mà có tới 3 sổ luôn nha anh chị. Đây thì được cái mình gần bệnh viện, rồi mình gần ngân hàng, rồi gần quốc lộ 1A. Nói đây anh chị nào mà có kinh doanh buôn bán thì anh chị gì bán ngoài gần đây thì mình về đây mình ở cũng được. Ngôi nhà cũng còn đẹp, sửa sang sơ lại nữa. Nó đây là tường rào chủ cũng đã làm xong hết rồi. Nó khu dân cư đông đúc nha anh chị. Mình còn cái không gian cái phản trống này nè, để sau này cái mình vô chậu á, giống như mấy cái thùng mót nha, mình trồng rau, gốc sạch đồ đó anh chị. Nó hoặc anh chị trồng một hay vài cây mai, cây cảnh phía bên đây cũng được luôn. Nó là cái phía đó, chỗ đó mình xây cái hồ cá hay gì đó, làm cái hồ thủy hồ nông bộ anh chị. Ở đây thì đường thoát nước mình thoát từ phía sau, chủ làm hệ thống lên phía trước luôn, ngay chỗ cái cống đó anh chị thấy ha. Giờ nhà nước người ta đặt cống phía ngay chỗ đường đi luôn, cho nên vấn đề thoát nước anh chị an tâm nha. Nó không gian mình đây còn một khoảng trống nè, xung quanh là trường hết nè. Và đây là xem xây về cái hướng mặt tiền của ngôi nhà mình luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi. Để mình vô đây cho nó sáng sáng một chút. Thời gian đi là 32 phút, khoảng cách là 26 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ xem cái điểm là cầu Mỹ Thuận, T
Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mình chị về tới đây, thời gian đi là 46 phút, khoảng cách là 42 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 18 phút, khoảng cách là 74 km à. Nó vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi giờ xem sẽ tiến ra ngoài phía con đường, rồi sau đó xem sẽ tiến xa ra ngoài kia luôn cho anh chị mình xem cho nó rõ luôn nha. Đó, nhà này thì mình về mình sơn phết lại, trang trí lại là nó sẽ đẹp luôn. Nói về con đường mình đang nâng cấp lên, làm con đường bê tông bự ra nữa. Đó, mình có cái cổng rào là inox luôn nè anh chị. Nói ha, để em quay lại ngôi nhà lần nữa là các em sẽ di chuyển ra phía trước cho anh chị xem cho rõ luôn nha. Đó, ngang là 9m, sâu vào là 19m. Tổng diện tích là 171m2, full thổ cư luôn. Đó, đây là người ta đang làm lộ luôn nè, đi thông vô ngay đó, có đường quẹo nha anh chị. Đó, đây là phía trước nhìn vô nè. Đường này ô tô thì sau này làm thì 4 chỗ vào được nha, còn 7 chỗ mình tới thì chỗ mấy chiếc xe đậu đó anh chị. Nhưng mà mình đâu có chạy sau này 7 chỗ thì có thể vào được luôn. Ngay cái cua cho đó chắc cũng rộng rộng, nhưng mà em nói 4 chỗ đi cho chắc ăn. Mình có một cái không gian có bãi đậu xe luôn á, ngay phản trống đó anh chị. Đó, khu dân cư không à. Đây là đường thoát nước nhà nước ta làm, giờ là thoát ra phía trước vậy đó anh chị. Giờ thì còn cát nha. Hiện tại chủ đang kêu cái ngôi nhà này giá là 2 tỷ. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này rồi gặp trực tiếp với cô chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả luôn. Nó còn anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Nhà Đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký ha, và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm nhà vô đất vô tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị thấy phù hợp căn nhà nào thì anh chị liên hệ cho xem. Đó, cái cua này vậy chứ 7 chỗ chắc quẹo vô được anh chị ơi. Đây, ngay vị trí ngôi nhà mình gần gần ngay chiếc xe đỏ đó nha anh chị, tầm sát bên luôn. Còn anh chị sau này có ô tô anh chị đi đường này, đường này chạy lên tới ngay cái bảng đó anh chị mới ra ngoài quốc lộ nha. Còn đây em đi tắt ra cái quốc lộ 1A nè, sát bên đây luôn nếu anh chị đi xe máy á. Đó, ngay cái cua này xe 7 chỗ có thể vào được luôn đó anh chị. Nó hiện tại cô đang kêu giá là 2 tỷ nha anh chị, cho cái căn nhà có 3 sổ full thổ cư, ngang 9 dài 19, tổng diện tích là 171m2. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để thương lượng thêm về giá cả luôn. Nó đây mình gần bệnh viện trường học thì anh chị đi bên đây chút. Nó anh chị thấy gọi ha, em đứng đây em gọi ra anh chị cũng nhìn thấy rồi đó. Quốc lộ 1A đó. Quốc lộ 1A dẫn tới nhà mình cho khoảng tầm 70m đi. Rồi nếu như chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ thì xem cũng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.